Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Trong dịp về với tỉnh Hòa Bình, Đỗ Sinh đến thăm một không gian vườn cảnh rất là đặc biệt. Đó là không gian vườn cảnh của ông Đinh Đức Kháng. Địa điểm nằm trên quốc lộ 6 ở thị trấn Xuân Mai đi lên thành phố Hòa Bình. Với tấm biển ngay cổng ra vào sinh vật cảnh Đinh Đức Kháng, Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn luôn. Ông Đinh Đức Kháng là chủ tịch hội sinh vật cảnh tỉnh Hòa Bình. Đó cũng là nội dung chủ đề của cuốn video này. Đến thăm vườn cảnh, không gian đẹp nhà ông Đinh Đức Kháng, chủ tịch hội sinh vật cảnh tỉnh Hòa Bình. Bây giờ Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta cùng nhau vào thăm một không gian rất đặc biệt. Quả là về tới đất điểm giao giữa Lương Sơn và Kỳ Sơn, không khí như trầm hẳn xuống, rất là mát mẻ. Với những bờ tường có những cái dây leo phủ kín, cây cối xanh tốt, bóng dáng của những cây cảnh nghệ thuật cũng như những vườn lan, dòng suối, một không gian nhà sàn rất là mát mẻ. Qua khỏi cổng đi vào một không gian như trải rộng ra để chúng ta được cảm nhận. Đúng là vườn của một ông làm công tác sinh vật cảnh của một tỉnh mà có cái địa thế là một tỉnh miền núi gắn liền với những khu rừng, những khu sinh thái lớn, đem lại một cái không gian, một cái không khí trong lành. Với cuốn video này mang tính chất là phóng sự để giới thiệu với các bạn một cái không gian tổng thể. Tôi sẽ đi hết tất cả mọi nơi trong khu vực vườn ông chủ tịch hội sinh vật cảnh Hòa Bình. Vâng, chào bác Kháng. Mà tay bác vẫn đang cầm cái kéo đúng không? Đúng như người ta nói là những cái lúc mà ngồi thư giãn chè nước xong là ông có một cái kéo ra vườn luôn. Vâng, mời anh vào nhà chơi. Vâng, nhất trí. Quá là đẹp cái không gian. Nghe các anh bạn ở dưới Hà Nội giới thiệu là Đỗ Sinh mà về trên Hòa Bình
Trên đường đi về đến thành phố là qua vườn ông Kháng đấy. Ông Kháng là chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Hòa Bình đấy. Đấy, quả thực là lần đầu tiên Sinh tiếp xúc đến đây. Một cái không gian đẹp và nhiều người mơ ước. Với cuốn video này, bác cho phép em được giới thiệu cái không gian tổng thể đến các bạn làng chơi trong cả nước được thưởng thức. Sau đó em sẽ chọn những cái góc nhìn đẹp hơn với những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật ở đây, cộng với vườn lan nhà bác để chia sẻ cho anh em được thưởng thức bác nhá. Và Vâng. thế đến mời anh vào nhà uống nước. Vâng. Đây là căn nhà sàn với một không gian rất là rộng, mát lành. Vâng, bây giờ em vào. Vâng, được rồi. Bây giờ em vào luôn. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào nhà sàn. Đây là tầng dưới, khu vực ông Kháng tiếp khách. Và một cái đặc điểm nổi bật rất là độc đáo đó là vườn lan của ông. Bức ảnh cắt băng khai mạc Festival cây cảnh tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất năm 2016 với sự tham gia của ông Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, và các ông trong Hội Sinh vật cảnh cũng như là chính quyền tỉnh Hòa Bình. Phía sau căn nhà sàn là một vườn lan. Vâng. Ở phía dưới gầm
Đó là một dòng suối tự nhiên. Nhiệt độ đã xuống khoảng vài độ khi chúng ta bước vào cái khu vực này. Thật là mát mẻ. Đúng là một không gian, một cái điều mơ ước của bao người để có một cái vị trí, một cái số lượng cây cảnh, hoa lan cảnh đẹp như thế này. Qua những thước phim này, Đỗ Sinh sẽ giới thiệu tổng thể quang cảnh chung của vườn cảnh nhà ông Đinh Đức Kháng. Đỗ Sinh sẽ giới thiệu một cách chi tiết hơn ở những cuốn video sau về cây, về hoa, về chim, về đá trong không gian vườn cảnh ông Đinh Đức Kháng, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Hòa Bình. Vâng, Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này ở đây. Hẹn với các bạn những cuốn video sau. Đến với không gian vườn cảnh ông Đinh Đức Kháng để chúng ta cùng nhau chia sẻ, thưởng thức và giao lưu.